của anh cái ý định không? Rồi, ok. Đó. Kê kê để tự bò đi. Do mình đi xuống không một tầm tiếng á, trên đường đi thì mình thấy họ đào giếng, họ lấy nước nuôi tôm á, họ bắt được. Trong khi đó là cái con này nó bị thương cái chân sau. Sau mình họ chuẩn bị ăn thịt, mình thấy tàu của mình mua về mình chữa được cái chân sau. Mới về nó hung ghê lắm. Xong khi đó thì nó quen lần với lại sau đút tay vô miệng nó cũng không cắn gì chứ. Cơ bản thì con này mình thấy nó tội, mình mua về mình định là rầm này mình không sinh, nhưng mà cơ quan chức năng xuống thì mình thả trước là ngày hôm nay. Yeah.